Sinh ra ở Nghệ An, với đam mê nông nghiệp sạch, một cô gái trẻ đã tự mình mày mò khởi nghiệp và làm giàu từ chính những nguyên liệu sẵn có ở làng quê. Không chỉ đi lên làm giàu mà cô gái trẻ này còn tạo được công ăn việc làm cho hàng chục các lao động nữ trong lúc nông nhàn. Với đam mê các sản phẩm từ thiên nhiên và khao khát khởi nghiệp, Vân đã tìm đến các công trình khoa học, nghiên cứu về các nguyên liệu dân gian như mầm đậu nành, mầm lúa mạch, mật mía, sâm tố nữ, cao trinh nữ để mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất cho ra những sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Việt Nam. Quy trình sản xuất của chúng tôi thì hoàn toàn bằng máy móc. Ví dụ như là trộn bột thì trộn bằng máy, rồi máy cắt viên cũng hoàn toàn bằng máy, và quy trình sấy thì diệt khuẩn hoàn toàn và theo một cái tiêu chuẩn mà đạt an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng trong nước phát triển mạnh, Vân tiếp tục kết hợp các nguyên liệu để chuyển hướng ra làm các sản phẩm thực phẩm chức năng có công dụng tốt trong việc làm đẹp cho phụ nữ. Trong đó, sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Gold là sản phẩm được nhiều khách hàng yêu thích. Với thành phần chủ yếu là mầm đậu nành, mầm lúa mạch và đặc biệt có thêm thành phần sâm tố nữ được nhập khẩu từ Thái Lan. Kẹo mầm lúa mạch Gold có khả năng tăng tiết tố nữ. Cái sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Gold của bên tôi khác biệt nhất so với tất cả các dòng mầm đậu nành cũng như là kẹo mầm khác. Đấy là nó là cái sản phẩm duy nhất tại Việt Nam có cái thành phần sâm tố nữ. Sâm tố nữ này thì nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Nó có tác dụng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Và một đặc điểm nữa là cái thành phần sản phẩm này nó có thêm cái cao trinh nữ. Mà như chúng ta đã biết thì cao trinh nữ nó rất là tốt cho những người bị khối u, nang hay là nhân xơ lành tính. Khi mà chúng ta phối hợp cả ba cái thành phần, tức là cả mầm đậu nành, cả mầm lúa mạch hoặc là cái cao trinh nữ nó vào thì nó sẽ phối hợp với nhau, nó sẽ có tăng tác dụng lên. Ví dụ như một cái thì nó bổ sung thêm nội tiết tố, cao trinh nữ thì bổ sung được cái chất chống viêm, thế còn mầm lúa mạch thì bổ sung các cái vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các cái axit amin thiết yếu, rồi bổ sung thêm vitamin D, vitamin A, vitamin C. Quá trình sản xuất kẹo mầm đậu nành Gold được đảm bảo theo quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Các quy trình được sản xuất trong môi trường khép kín bằng máy móc hiện đại. Kẹo mầm lúa mạch Gold được sản xuất dưới dạng viên, tiện lợi cho người sử dụng mọi lúc mọi nơi. Kẹo mầm lúa mạch Gold này có công dụng là săn chắc vòng 1, tăng kích cỡ vòng 1, giảm khô hạn sau sinh, giảm bốc hỏa stress cho độ tuổi tiền mãn kinh, cũng như là đẹp da, mượt tóc hơn. Kẹo mầm lúa mạch Gold này nó dạng kẹo rất là tiện lợi, mình có thể mang đi bất cứ nơi đâu, đi công tác hay là đi học hay là có thể đi đâu đấy mà mình dễ quên hay là ngại pha chế, thì cái sản phẩm này nó tiện lợi. Mình chỉ cần ăn một ngày 8 viên, buổi sáng 4 viên, buổi tối 4 viên là nó có thể phát huy tác dụng và mình ăn đều đặn. Không chỉ phân phối trong nước, hiện nay sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Gold còn xuất sang thị trường nước ngoài. Từ một doanh nghiệp nhỏ, đến nay, doanh nghiệp của Vân đã có chỗ đứng trên thị trường, tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục lao động. Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh. Không chỉ thúc đẩy phát triển trong nước, chúng tôi đã mở rộng thị trường. Hiện các sản phẩm của chúng tôi, ví dụ như kẹo mầm lúa mạch Gold đã xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc. Để chúng ta có một cái hệ thống mà thực phẩm chức năng nó hợp lý cũng như phân phối một cách cụ thể, thì tôi nghĩ là các cái giới khởi nghiệp thực phẩm chức năng hãy biết liên kết với các nhà thuốc về mặt uy tín để liên kết hợp tác được với nhau. Nguyên liệu sạch được sản xuất trong nước với mức giá cạnh tranh, kẹo mầm lúa mạch Gold có chất lượng không thua kém những sản phẩm nhập ngoại cùng loại. Mạnh dạn thay đổi phương thức kinh doanh và sản xuất, Vân đã tìm ra con đường riêng cho các sản phẩm của mình.